Hello mọi người, thì hôm nay mình có ghé hai spa gồi đầu dưỡng sinh tại 908/3B Quang Trung, phường Tảo Ngọc Gò Vấp. Trời ơi, nhân viên ở đây thì siêu nhiệt tình và chu đáo luôn. Menu thì đầy đủ các gói massage gồi đầu, rất là nhiều các gọi luôn các bạn, tha hồ mà lựa chọn. Ngoài massage gồi đầu ra thì bên hai spa còn có quát sinh lửa nữa nha các bạn nha. Mình vào thì các bạn nhân viên tư vấn rất là kỹ và nhiệt tình và chu đáo. Trời ơi, chắc mình phải đặt 10 sao cho cái độ nhiệt tình của các bạn nhân viên ở đây quá. Sau khi được tư vấn kỹ càng thì mình lựa chọn gói massage cổ vai gáy và gội đầu dưỡng sinh. Không gian ở đây thì vô cùng dễ chịu và thoáng luôn. Nhân viên thì có kỹ thuật chuyên môn rất là cao luôn. Khi mà massage thì mình cảm thấy là trời ơi, cực kỳ là thoải mái và cực kỳ được thư giãn. Sau khi massage xong thì các bạn chuyển qua gội đầu cho mình. Thì trước khi gội đầu các bạn làm cho mình 7-7 bụng 9 bước luôn, rất là thoải mái luôn. Trời ơi, tệ chết vào chết nè, rửa mặt này, massage mặt này, trời đất ơi, mình rất là ân ý luôn nha. Về chất lượng dịch vụ của hai spa thì mình hài lòng hoàn toàn luôn. Nghe nói là hai spa luôn luôn có những chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, các bạn thử ghé qua nha. Ở hai spa thì có các gói dịch vụ đa dạng với giá cả hợp lý. Thì hôm nay mình bỏ một cái buổi trải nghiệm đến với hai spa là không uổng công các bạn. Ngoài ra mà điều mình thích nhất ở hai spa đó là các bạn dùng cao để gội đầu cho khách hàng lúc cuối cùng. Thì khi mà gội đầu bằng cao thì mình cảm thấy rất là mát da đầu và giống như lúc đó là tinh thần mình phấn chấn lại ở các bạn. Thì mình rất thích cái bước là dùng cao để gội đầu cho khách hàng. Massage gội đầu thư giãn xong còn được bên chủ tiệm rất là chu đáo chuẩn bị cho một hũ sữa chua rất là ngon luôn. Trời trời ơi, khúc về tôi mới hết hồn là các bạn trời nhiệt tình đến mức độ mà dắt xe cho khách luôn. Nhân viên thì phục vụ tận tâm, chất lượng dịch vụ thì quá là tốt luôn. Các bạn nhớ ghé hát spa nha.